thửa Photoshop có thể qua mặt người xem. Những thông tin giả mạo kèm theo những bức ảnh giả đã được chỉnh sửa bằng Photoshop để làm tăng thêm tính tin cậy cho những tin tức này đang ngày càng trở nên phổ biến trên mạng xã hội, thật không dễ để có thể phát hiện được những bức ảnh nào đã qua chỉnh sửa, ngay cả với những chuyên gia về đồ họa. Trước vấn nạn này, các nhà nghiên cứu của hãng phần Adobe, nổi tiếng với các phần mềm họa hàng đầu hiện nay như Photoshop, Adobe Lightroom, đã hợp tác cùng các nhà khoa học tại trường Đại học U Berkeley, bang California, Mỹ đã cùng nhau xây dựng một hệ thống trí tuệ nhân tạo, có thể nhận ra được những bức ảnh nào đã được qua quá trình chỉnh sửa bằng Photoshop. Hệ thống trí tuệ nhân tạo này có thể nhận diện được những bức ảnh nào có gương mặt đã được chỉnh sửa bằng tính năng Face Aware Liquify. Đây là một tính năng chỉnh sửa gương mặt và biểu cảm trên gương mặt thường được sử dụng trong phần mềm Photoshop. Để xây dựng hệ thống trí tuệ nhân tạo này, các nhà nghiên cứu đã xây dựng và đào tạo một mạng lưới thần kinh chứa dữ liệu gồm các khuôn mặt trước và sau khi được chỉnh sửa bằng Photoshop. Các nhà nghiên cứu cho biết thuật toán được sử dụng trên hệ thống trí tuệ nhân tạo có thể nhận diện chính xác được 99% các bức ảnh đã được can thiệp và chỉnh sửa gương mặt bằng Photoshop, trong khi đó con người chỉ có thể nhận diện được chính xác 53% các bức ảnh nào đã được chỉnh sửa, dù đó là các chuyên gia về đồ họa. Công cụ này thậm chí còn có thể khôi phục lại bức ảnh về trạng thái và diện mạo ban đầu khi chưa qua chỉnh sửa. Đại diện của hãng phần mềm Adobe cho biết hệ thống trí tuệ nhân tạo mà hãng và các chuyên gia của trường Đại học U Berkeley xây dựng là một phần trong nỗ lực phát hiện và ngăn chặn các hình ảnh được chỉnh sửa để phát tán tin tức giả mạo. Dù chúng tôi tự hào về tác động của Photoshop và các công cụ sáng tạo khác của Adobe với thế giới, chúng tôi cũng nhận ra những ý nghĩa đạo đức mà công nghệ của chúng tôi tác động đến. Những nội dung giả mạo là một vấn đề nghiêm trọng và ngày càng cấp bách, Adobe cho biết trên trang blog chính thức của công ty đại diện của adobe cho biết hiện chưa có kế hoạch tích hợp phần mềm trí tuệ nhân tạo nhận diện gương mặt đã được chỉnh sửa này vào các sản phẩm thương mại tuy nhiên người này khẳng định đây là bước tiến quan trọng hướng tới việc tạo ra các công cụ chuyên nghiệp hơn có thể nhận diện toàn cảnh bức ảnh đã được chỉnh sửa hay chưa bao gồm cả việc chỉnh sửa khung cảnh ghép hoặc xóa đối tượng trên ảnh không thể phủ nhận những lợi ích to lớn của các phần mềm xử lý ảnh như photoshop nhưng giờ đây các công cụ này đang được lợi dụng vì mục đích phát tán tin tức thông tin giả mạo và quan trọng hơn các phần mềm đồ họa làm giảm đi mức độ tin cậy của các thông tin được chia sẻ trên internet cũng như mạng xã hội tê thủy